Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tina Okela. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 8, mình đang hoàn thành cái việc đóng hành lý của mình vào trong các thùng cạc tông. Và mình cũng có luôn một cái cân để mà mình biết được là mình không có lố ký. Còn đây là anh người yêu của mình đang dùng máy hút chân không để mà có thể ép được cái hành lý của mình xuống nè. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Tina Okela. Thì hôm nay là mình đang ở sân bay và check in để mà chuẩn bị đi Mỹ. Còn đây là đám bạn chờ của mình đó. Phương Anh. Hello ok. Hello. Bên chơi rồi. Hello. Hello. YouTube. Lên YouTube rồi. Anh cho xin một subscribe rồi đi. Xin chào cả nhà nha. Các bạn cho mình xin một like, một subscribe nha. Đây là lúc mình và tụi nhỏ với lại gia đình của mình đang sắp xếp chỗ để mà có thể chụp hình với nhau nè. Đó, mọi người thấy không? Trời, những cái khoảnh khắc này rất là quý giá luôn đó chứ. Đó, thì mời mọi người xem qua những cái khoảnh khắc này của gia đình của mình nha. Đây là cái lúc mà mình đang đứng chờ hải quan để mà mình có thể ký gửi hành lý. Thì cái vé của mình đi là được 2 kiện hành lý, mỗi kiện 23kg và một kiện xách tay là 7kg. Thì ở đây mình có thể thấy được cái hàng nó khá là dài luôn ha. Đó, mọi người có thể thấy là mình đứng đợi chắc tầm cỡ 15 phút rồi mà vẫn chưa xong. Cho nên là mình nghĩ các bạn nên đến check in sớm, thì mình nghĩ là sớm 3 tiếng so với giờ bay, bởi vì các bạn check in xong các bạn có thể ra lại với gia đình nữa đó, cho nên là các bạn nên đi check in sớm. Xong rồi các bạn hãy nên qua cái phòng kế bên luôn đó, để mà mình coi là cái hành lý của mình đã được chạy qua chưa và được tiếp nhận không. Bây giờ là mình đi đến cổng 15 thì không biết đường đi như thế nào nên mình sẽ tìm, xong rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn. Thì hiện tại đang là cổng 15 thì có lẽ là mình sẽ đi qua ở chỗ này. Mình đang ở đây, mình sẽ đi qua đây. Ok, let's go. Thì hiện tại mình đang xếp hàng để mà mình có thể đi vào bên trong cổng 15. Có bộ dài ở đây. Thì theo như mình mới hỏi là mình phải làm thủ tục ở đây trước, xong rồi mình mới vô tới cái cổng 15 đi tiếp theo của mình nữa. Nên là ví dụ như là mình bay 10:45 tối đi, thì các bạn là nên đến ngay chỗ này lúc 9:30 là chắc ăn nhất. Sau khi mình đã đi check hành lý xách tay ở khu vực này rồi thì mình sẽ bắt đầu đi đến tìm cái số cửa của mình. Mình 15 thì mình sẽ đi hướng này.
kia. Cửa nào đóng cửa hết hay là có cái đóng không? Duty free. Mình có đói nè, mình có khát, mình cũng có những cái cửa hàng như vậy nha. Đây, cửa của mình ở đây. Thiệt mời lắm. Đợi ở đây để mà mình boarding. Rồi mình sẽ ngồi mình đợi thôi cả nhà. Tại mình đang đứng ở xếp hàng để chuẩn bị chờ lên máy bay rồi cả nhà. Và bây giờ mình đang đi lên máy bay. Bởi vì chuyến bay của mình là chuyến bay dài cho nên là mình nghĩ các bạn nên mua một cái võng để chân như vậy. Nó rất là tiện và êm luôn nha mọi người. Bởi vì cái chuyến bay của mình là chuyến bay 10 giờ 45 đêm mà đến 3 giờ sáng nó lại dẫn đầu mình dậy để mà mình phải ăn sáng. Đó, thì cái phần ăn của mình sẽ bao gồm là một phần trứng chiên cà chua với lại phô mai. Ngoài ra trong đó nó sẽ còn có cà rốt, khoai tây, bông cải xanh, nó hấp nữa. Ăn cũng rất là healthy. Thì tiếp theo là nó có cho mình một cái hũ bơ nhỏ như vậy để mà mình có thể ăn bánh mì tươi nè. Đó, thì ngoài ra nữa là cũng sẽ có đi kèm trái cây cho mình ăn để tráng miệng. Bên cạnh đó nó cho mình ăn mì lạnh nữa nha mọi người. Mà cái mì lạnh này nó kết hợp với lại rong biển nè, rong biển khô. Xong rồi cái nó còn có thêm một cái gói sốt nữa. Trời ơi, gói sốt sốt này là sốt wasabi nè. Mình nặng một cục bự vô luôn ăn. Trời ơi, nó thông lên tới cái lỗ mũi luôn. Đó. Rồi ngoài ra nó sẽ có một cái sốt chính, noodle sauce này, nó giống như nước tương vậy đó. Nó ngọt cũng ra ngọt mà mặn cũng ra mặn, nó cứ làm sao nó lạ lắm. Đó, đây là phần ăn chính của mình nè. Đó, nhìn nó cũng ngon đó nhưng mà nó thiệt là ăn rất là ngán luôn ha. Và nói chung là cũng rất là vệ sinh luôn, mỗi người một cái phần muỗng, phần đĩa, dao và một cái đũa nữa, kèm theo là một cái khăn khăn giấy nữa. Đó, nói chung ăn cũng ok. Đó, với tiêu chí là không có lãng phí thức ăn nên mình đã cố gắng mình ăn hết. À quên, nó còn cho mình một cái hũ sữa chua nữa, sữa chua Vinamilk nữa. Bên cạnh đó là tiếp viên cũng sẽ hỏi mình uống gì không, thì ở đây mình chọn uống nước ép táo. Mình đã đến sân bay Tokyo rồi đây. Ây chà, bây giờ mình sẽ transit. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ sân bay nó rộng quá, không biết phải đi đâu luôn. Giờ mọi người đi đâu mình đi theo đó thôi. Thì sau một cái hành lang dài là dài thì ở đây nó đến là arrival quarantine, thì mình vì mình không có du Nhật cho nên là mình sẽ không có đi vô trong đó. Chắc là đây international connecting flights. Thì theo kinh nghiệm của mình á, là mình đứng đây mình đọc một hồi mình cũng không có thấy được cái chuyến bay của mình nó nằm ở đâu, cho nên là các bạn nên cứ đi tiếp thôi nha. Bởi vì mình tìm hoài chuyến bay của mình ở terminal nó không có, cho nên là mình phải đi tiếp thôi các bạn. Terminal 3 nè, mong là có. Ở đây có thêm một cái bãi nữa nên mình phải check. Đứng check hoài không có nên mình quyết định đi vào cái Terminal 3 này luôn. Thì với theo kinh nghiệm của mình là các bạn cứ đến Terminal 3 đi. Tại vì đọc theo các bạn là cho dù ở Terminal 2 hay là Terminal 3 thì cũng phải check in vào Terminal 3 hết. Thì sau khi mà mình đã hoàn tất xong các cái thủ tục hải quan, kiểm tra hành lý xách tay, thì mình sẽ tiếp tục đi tìm cái cổng bay của mình. Đó, nhưng mà mình có một điều muốn chia sẻ, đó là mặc dù mình bay tổng cộng là 3 chặng, nhưng mà với 2 chặng đầu thì mình không có cần phải lấy hành lý và ký gửi lại, nhưng mà với chặng cuối cùng thì mình phải ký gửi lại hành lý. Mình là ghi 108A cho nên mình sẽ đi tìm cái 108. Ở dưới này rồi. Khu vực đổi ngoại tệ Gucci Chanel. À, cái chặng bay của mình là từ Sài Gòn đến
Tokyo, xong từ Tokyo đến Houston và từ Houston mới qua sân bay Tulsa để mà đi đến trường của mình. Trong này là check security, check an ninh. Duty free. Mình thử vào một vòng coi. Rất là đẹp luôn mọi người. Kiểu như là cái bọc bì ở ngoài của nó khá là đẹp luôn ha. Và cái giá của nó cũng khá là bình dân nữa. Tại vì nó được miễn thuế mà. Đó. 16.000 yên Nhật là tương đương với khoảng 2.700.000 á mọi người. Ở bên ngoài thì mình mua cái set đó hình như là hơn 3 triệu lận. Giờ mình pack đủ đồ rồi nên cũng không có cần mua gì cho lắm. Tầm cỡ 300+. Ôi, so cute. Đẹp quá. Giá cũng không mắc lắm ha. Nhưng mà đồ mình quá ký rồi mọi người ạ. Ngàn tám. Lấy gì đây? Mình thấy hai chị Nhật kia muốn nhiều lắm. Phải chi mà còn ký thì chắc cũng sẽ mua. So cute. Tôi thương á. Trời, chỉ có 1.000 yên à. Tôi luôn chưa tới 200.000. Xanh là cái này là đúng gu luôn, quá đẹp rồi. Coi cách người ta bày trí
mọi người mua về nhiều lắm. Ồ, cheesecake 2.100 yên như là tương đương với 350.000 thì phải. Rất là nhiều loại bánh kẹo nha, rất phù hợp để mà mua làm quà. Giá cũng đẹp, là gói cũng đẹp nữa. Trời, biết vậy mình bác ít đồ thôi, hôm nay mua cho rồi. Đẹp quá đẹp à. Mấy này mình ăn rồi, cái này cũng rất là ngon nha. Nó không có hề ngọt một tí xíu nào luôn á. 800 yên. Thôi, mình tiếp tục hành trình để tìm cái cổng của mình đây. Hai số nữa. Dior. Phòng chờ cho những bạn đi tiếp. Trời, nó rộng quá, mỏi chân quá. Có những cái thứ đẹp quá trời. Ở đây cũng có những cái quán ăn nhỏ nè, mình đói thì mình vô ăn. Để ý thấy ở đây là sân bay Nhật, họ có những cái gói, cái hộp gói quà rất là xinh xẻo luôn nha, giá cả cũng phải chăng nữa. Ủa, rồi mình đã thấy 108A. Ồ, Uniqlo kìa. Mình không phải là fan của Uniqlo cho lắm. Cà phê. Mình cũng check in chờ boarding time luôn. Mỏi chân, mệt mỏi quá rồi. Ôi trời. Và đây nè. ところで、海外旅行保険にはもう入った？海外で怪我をしたり病気になると、事故費用が高額になるのが心配だよね。損保ジャパンの海外旅行保険は事故の連絡から保険金請求まで LINE で完結できるんだよ。Mình không hiểu nó nói gì cả.
7-Eleven. Nhưng mà cái này mình phải mua bằng yên hả ta? Thôi lười đổi đi, yên quá. Anh mấy ngàn một chai cũng không mất. Dạng hơn 7-Eleven nữa ở Việt Nam mình nha. Có bán rượu không? Soju là sake nhỉ? Hello. Các loại bánh này. Xài bằng yên nên thôi lười chơi đổi quá. So cute. Rồi 108A là ở đây mình đợi thôi. Trong lúc đợi mình ăn cái snack mix mà mình nhận ở trên chuyến bay hồi nãy, trong này nó có khá là nhiều loại ha. Mình mới phát hiện được cái máy này để mình thử qua được. Còn lúc đâu không có cần đem theo chai nước để uống nha. Mình chỉ cần có một cái bình không như vậy vô trong sân bay, người ta sẽ cho mình nước. Nhưng mà nó cứ bị lệch ra ngoài. Ok. Được rồi. Nice, một điều. Khi mà các bạn ngồi đợi ở ngay cái cổng để chuẩn bị lên máy bay á, ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây boarding group của mình là group 5, thì mình sẽ không có cần vội xếp hàng gì hết. Mình sẽ lưu ý là mình đợi ở trên cái tivi nó nhảy thành group 5, thì lúc đó mình hãy ra mình đứng xếp hàng đó, bởi vì nó khá là lâu và hàng rất là dài luôn á các bạn. Lại bắt đầu hành trình lên máy bay đến Houston thôi. Sẽ lên máy bay và đi tìm chỗ ngồi thôi.
thì mình có thêm một cái tip nữa, đó là khi mà mình check in á thì mình có thể yêu cầu người ta để mà chọn cái hàng ghế ngồi ngoài, người ta hay còn gọi là aisle ha, aisle seat đó. Và nếu như mà được ngồi bên trên á thì rất là đã, bởi vì cái chân của mình có thể duỗi thoải mái nè. Lại đến giờ ăn rồi, thì đây là bữa ăn trưa của mình, hầu hết là ba bữa là ăn hết ở trên máy bay luôn đó. Thì như các bạn có thể thấy, mình chọn phần ăn được gọi là gì ta, thịt bò hamburger, ở trong đó nó có phô mai này nọ rồi cơm nghệ đó. Nói chung là ăn cũng rất là ngon nha mọi người. Thì kèm theo đó lúc nào nó cũng có bánh mì hết, mà bánh mì thì chắc chắn là sẽ có đi với lại một cái hũ bơ. Thì ở đây mình có nuôi thanh cua này cũng ngon, rồi một cái cuốn kim bắp, rồi đậu hành lang, xong rồi cái cục bự này nó cũng phô mai này đó, để mà mình có thể ăn kèm với lại cái bánh quy nằm trong này nè. Để trong cái bọc màu xanh này nó sẽ có hai cái bánh quy, ăn cũng khá là ngon nha mọi người đó. Thì tiếp theo nữa, nó cũng có cho mình kèm theo đó là một cái hộp ăn salad. Thì hộp ăn salad là nó sẽ có nước sốt, thì lại là nước sốt nước tương của Nhật. Nó mặn, nó không có mặn mà nó ngọt, nó cũng không ra ngọt nữa, cũng mắc cười sao á. Nói chung là ăn cũng khá là ổn luôn ha. Nhưng mà mình no quá, mình ngán nữa, nên là mình không thể ăn nổi cái bánh mì với bơ, nên mình sẽ trả lại cho các chị tiếp viên hàng không. Thì tiếp đến là bữa ăn tối của mình, thì cái phần này nó lại ít thành phần hơn cái thành phần kia. Tuy nhiên nó vẫn có đầy đủ thứ cơ bản như là trái cây và sữa chua. Thì cái phần hộp cơm của mình á, mình chọn là trứng chiên và cá hồi. Và mình cũng ăn xong phần chính, và mình đến với cái phần tráng miệng là mình trộn sữa chua để mà ăn với trái cây rất là ngon nha. Xong, vậy là mình cũng đã đến với sân bay Houston, để mà mình chỉ quá cảnh tầm cả 2 tiếng nữa thôi. Và mình bay đến sân bay Tulsa và mình có thể đi về trường để mà mình nghỉ ngơi rồi. Carousel. Mình thấy là sân bay Houston rất là rộng lớn luôn nha mọi người, nhưng mà nó trên đường đi nó cũng có treo những cái bức tranh, bức hình để mà mình có thể biết thêm về Houston trông như thế nào. Nói chung là mình cũng cảm thấy một cái cảm giác rất là welcome luôn, chào mừng mình đến với Houston á, nên là mình cũng thấy rất là vui trong cái chuyến đi này luôn.
Như mọi người thấy ở đây nè, là mình có thể nhìn xuống dưới sân bay coi coi là mọi người đang như thế nào, mà mình cũng thấy xe hơi chạy ở ngoài luôn nha. Đó, Land baggage để mà mình ký gửi hành lý một lần nữa rồi mới bay đến sân bay Tunsa. United States Customs. Sân bay lớn quá, mọi người đi đâu mình đi đó thôi. Với thật ra nó cũng dễ, nó có mũi tên để sẵn cho mình hết, là mình phải vô đâu phòng chờ transit. Cái này là check in online nè. Mình vô tới đây là mình hết được dùng điện thoại rồi, nên mình tắt tí mình quay tiếp. Sau khi mà mình nhập cảnh thành công á, thì mình vô đây mình lấy hành lý ký gửi, mình đang đứng đợi. Finally các bạn à, mình cũng lấy được hai cái thùng bự chải nữa, nhưng mà không nhờ hai ông đang đứng lấy đó, mình cũng biết bưng sao với cái này luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi check in tiếp cho chặng bay tiếp theo đây. Trời ơi, qua cái hải quan nó khó quá. Mình mặc cái sweatshirt giống như cái hoodie không mũ vậy á, mà cũng bắt mình cởi ra nữa. Nhưng mà được cái là hồi nãy mình không biết cái gate của mình nằm ở đâu, thì mình hỏi cô sĩ quan thì cô sĩ quan có chỉ cho mình. Mình sau khi biết được là chuyến bay của mình nằm ở cổng B 88 thì mình phải đi lên cái cầu thang. Trời ơi nó cao. ABC. Vậy là mình phải đi xe buýt qua đó. Let's go. Đây là cái cảnh quan khi mà mình đứng ở trên xe buýt và mình nhìn ra sân bay nè. Đó, nó rất là rộng rãi luôn ha các bạn. Please hold on. The train is approaching Terminal C. Cái này mới là Terminal C thôi, cho nên mình phải đợi qua cái Terminal B. Bây giờ mình phải bắt một cái chuyến đi ngược lại nữa. Hồi nãy cái anh người Mỹ kia, ảnh kêu là bắt cái chuyến kia để đi lên Terminal C, xong rồi bây giờ lại bắt Terminal, quay ngược lại Terminal A và B nữa. Bây giờ mình đang xuất phát qua Terminal B. Bây giờ mình sẽ đi đến B88. Đây. Đây chào.
mới mất một cái áo khoác vô cái tội hậu đậu để quên. Đến được cái cổng OP88 này, OP87 86 85 rồi 88. Ok, mình check in ở đây rồi. Thấy vậy thôi, mình sẽ đi ra ngoài để mà ngồi nói chuyện với nhà gia đình tí. Mình đang ngồi ở cái sảnh chờ trước khi mà lên máy bay của hãng United Airlines nè. Mình đó, cái xưng cái chỗ của mình là đó là UA6211. Mình sẽ đi vào cái cổng B88 này. Rồi họ mở rồi. Thôi chắc mình bắt đầu mình đi check in thôi. Vừa mới đáp chuyến bay xuống sân bay Tulsa. Mình phải đi lấy hành lý kia gửi ra đâu ta. Lần đầu tiên mình thấy anh hành lý chạy ra trước mặt mình luôn. Đây là cái khu vực mà đợi hành lý. Thì sau khi mà mình đợi hành lý xong rồi thì mình đã thấy được hai cái hành lý của mình. Là các bạn nên để tên của mình như vậy luôn ha, và địa chỉ luôn, để mà khi mà hành lý chạy ra là biết cái nào là của mình liền. Đó, bây giờ thì mình đang ngồi đợi trường của mình đang đến đón. Máy lạnh quá mọi người ạ. Rồi ok, một tí nữa trường mình đến đón xong mọi cái mình sẽ quay cái hành trình mà mình đi đến trường, con đường như thế nào nha.